phụ huynh cũng sự thuốc phi trưởng ban đại diện khối nhân dân và cộng đồng. Thưa tất cả quý chức việt cũng còn là ông em là Phật là học bình hàng gia hoàng công. Vừa qua thật tình mà nói khi mà thành lập ban đại diện khối nhân dân, khi thành lập ban đại diện khối nhân dân đã có đoàn thì cũng bị nhà nước cộng sản Việt Nam ruồng bỏ thời gian, do mình đứng ra để đòi chủ quyền đạo và cứ bước lên cái đoàn ban đại diện khối xanh thì mở rộng thêm nữa, đó là hội đồng liên tôn, tham gia hội đồng liên tôn thì cũng bị nhà nước, nhất là công an xã Hồ Nam cũng tù dọc thời gian cũng nhiều. Rồi bước thứ ba là đi vào cái vấn đề quốc hội, chịu cần cứu quốc hội của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Thì cụ thể vừa rồi thì tôi muốn xin tường thuật lại một số vấn đề cụ thể để anh em nắm vững, là chúng ta cũng phấn khởi cho cái nền đạo cao đài sắp tới. Thì vừa rồi ngày 26 tháng 3 năm 2014 thì tướng Mũ cũng được quốc hội của Mỹ đề nghị để điều trần trước quốc hội về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thì tướng Mũ cũng thay mặt cho tất cả anh em để điều trần trước quốc hội để nói lên sự đàn áp của nhà nước cộng sản Việt Nam đối với đạo của đài và các nền tôn giáo trong nước, nền tôn giáo độc lập trong nước. Thì đối về riêng về đạo của đài, tướng Mũ cũng có tường trình một số vấn đề. Thì sáng hôm nay đi thăm tất cả huynh tỷ ở đồng đạo địa phương, tôi cũng xin nêu rõ cụ thể là tường trình một số vấn đề đàn áp như là cướp lấy thánh pháp Long Bình, rồi đánh đập đồng đạo Tòng Phương, rồi thánh pháp Phù Mỹ, thánh pháp Vĩnh Long, rồi đàn áp vấn đề thượng tượng ở Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, rồi một số vấn đề đàn áp về vấn đề ở Vĩnh Long là cầu siêu cho cố tấn Ngô Thị Thanh Đào cũng bị khống chế, không ra lệnh là ngưng túng là vì chúng ta không có xin phép hội đồng chủng quản và cũng không cho làm lễ dỗ của người dân để xâm phép chúng ta. Thì một số vấn đề cụ thể mà chúng tôi nêu ra điển hình như vậy, và chúng tôi cũng có cái yêu cầu cái thứ nhất là đối với nhà nước cộng sản Việt Nam là phải tôn trọng tôn trọng sự độc lập về hành chánh của đạo Cao Đài, tôn trọng về cái pháp lý của giáo hội và trả lại tài sản cho giáo hội trước năm 1975, giáo hội Cao Đài trước năm 1975 dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, và yêu cầu nhà nước cộng sản Việt Nam cũng tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và những điều cam kết đối với hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cũng như là quỹ hội nhân quyền tôn lên tốt là áp lực, tức là dùng ảnh hưởng của mình để mà áp lực nhà nước Việt Nam trả lại cái như là công nhận, nhìn nhận cách hợp pháp đối với những tôn giáo cổ truyền độc lập ở Việt Nam và nâng đang dịp dần ở bộ tôn giáo. Vì đó là những cái điều mà chúng tôi cũng có yêu cầu đối với nhà nước như là đối với chính phủ Hoa Kỳ như hội chủ quý hội nhân quyền. Thì đó là cái nội dung mà điều cần cứu quốc hội của Mỹ vừa rồi. Thì sự thật mà nói là ngày tối đêm hôm 6 là công an tỉnh Vĩnh Long đóng hai chốt, hai đầu đường vào nhà để mà can không cho chúng tôi điều trần. Tức là cái thứ nhất đó là cắt cái internet không có lên được, cái thứ hai nữa là cắt điện và không có cho mình điều trần của quốc hội. Nhưng mà trước đó thì anh em cũng đã học không ví dụ ông biết, cho nên là cũng là dự tính rằng là có cái này đó cái này cái gì đó, nên là không biết.
khi mà bị khó rồi thì mình vẫn đưa cái video lên, mình vẫn được cần được cái quốc hội để nói lên cái tình trạng trong nước Việt Nam chúng ta đã bị coi như là mất cái tự do tôn giáo hay quyền tự do tôn giáo. Nó rõ như vậy và bị nhà nước bị vi phạm nhân quyền là chúng ta không có cái quyền tự do tôn giáo. Nó rõ là từng địa phương bị đàn áp rồi. Thì khi mà hay được cái tin là công an dây nhà của giữa hội thì ở bên Mỹ thì Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng điện tới ông đại sứ Davisia ở Việt Nam, tức là đại sứ Mỹ ở Việt Nam thì xin can thiệp cho cái vụ việc trên. Nhưng mà rồi thì công an nha đã cắt internet rồi mà cắt điện rồi nên cũng có đàn áp mạnh, mà đó là cái điều rất nhẹ thôi, chỉ là như vậy. Thì qua cái buổi điều trần thì chúng tôi cũng nhận thấy là lần đầu tiên tiếng nói của Đạo Cao Đài lên trước Quốc hội của Mỹ và Liên Hợp Quốc, cho nên người ta chú ý, rất là nhiều. Và cái điều này thì cũng có đưa một số cái hồ sơ mà từ lâu nay như vậy. Thứ nhất, Long Bình cũng có cái hồ sơ là đàn áp, là có hình ảnh rồi đánh đập còn đỏ hình ảnh luôn để mình, rồi những cái tính chất như phù Mỹ, những nơi mà mình có cái chứng từ đó thì mình đưa vào cái quỹ hội đó là người ta phủ lý hết, tức là người ta đã chấp nhận những cái hồ sơ của mình để mà mình có thưa trước Liên Hợp Quốc. Bởi vì trong nước từ lâu nay mình gửi không biết bao nhiêu văn bản cho chính phủ nhưng mà chính phủ không trả lời, nên giờ phút này chúng ta phải gửi cho Liên Hợp Quốc để nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp. Thì khi mở Đạo Cao Đài, Đức Thế Tôn có dạy ra là ngoài cửa còn cha còn chú bé, có nghĩa là ngoài cửa là ngoài dân tộc Việt Nam còn có những nước trên thế giới là cha là chú là bác của chúng ta. Nên vì chỗ đó mà ngày hôm nay thì tôi mới thấy rằng cái cơ vận chuyển của Đức Thế Tôn là đến ngày để mà cái nền Đạo Cao Đài là đi tới ngày cũng giống như là sắp thành đạo, tức là cái chủ quyền của mình được phục hồi do cái ảnh hưởng của Liên Hợp Quốc đã can thiệp để mà giúp cho nền Đạo Cao Đài cũng như các cái nền tôn giáo độc lập ở trong nước được coi như là trọng cái quyền này. Thì đó là những cái nội dung chính mà cái buổi điều trần mình xin trình bày qua để cho quý huynh tỷ mình có cái sự phấn khởi. Như sau cái buổi điều trần thì anh em ở Tây Ninh như những nơi khác điện thoại tới cho muội để xin chia sẻ niềm vui và coi như rất mừng phấn khởi là cho cái nền đạo tới đây của muội coi như là có những cái phấn khởi nhiều là được sáng lạng. Nhận tới đây thì coi như cái tiếng nói của Đạo Cao Đài đã được trên trường quốc tế rồi thì anh em cũng mừng lắm. Cái tình hình dù qua cũng như vậy, chúng tôi xin đem lên để anh em mình có cái sự yêu mình cho cái này.